18 tầng địa ngục ơi. Ngưu đầu mã diện. Có vào 18 tầng địa ngục không? Không. Vào khóc thì ai mà cứu ra được. Vũ vào nhá, bác cho Vũ không vào. Không phải con khóc. Ui, hai chị vào thì ai mà dỗ được. Không phải con khóc, mà con không thích con ma mà đe dọa con nắm đồ mà. Toàn xương xấu với ma bó tóm cổ. Bác vào rồi sợ chứ chứ. Nào Linh có vào trải nghiệm không? Nó đeo vào không dám vào. Chị Linh vào rồi về chị Linh sợ. Vũ ơi, Vũ vào đi. Tôi không ngủ được. Ôi. Thế. Chị Linh ơi, chị Linh mạnh mẽ thế mà không vào với em gì. Đang đi 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 như này mà nó chạy ra nó túm cổ. Nó chạy ra nó tóm xong rồi. Xong rồi ma treo lơ lửng rồi đầu rơi máu chảy kinh lắm. Mười mấy kiểu hình phạt dưới địa ngục ấy, người ta mô tả hết lên đây. Chị Ninh lại thích đi chơi khu vui chơi cơ. Dạp chiếu phim. Sớm thì vào xem thì dạp chiếu phim nhá. Hai chị em chụp ảnh không? Kim điện Đại Lam. Vườn thú Đại Lam. Vườn thú Đại Lam. Kim điện đi rồi. Trường đua. Trường đua. À, biển Đại Lam nhân tạo à? Thì sao biển tắm? Vào kim tự tháp đi. Kim tự tháp xong đằng sau là Vạn Lý Trường Thành. Từ anh đặt xem bản đồ đã. Vũ ơi, Vũ Minh Ninh quay đây. Ảo mắt ra nè. Trên. Ừ, con đứng ngay lên. Nào. Nào, quay. Vũ. 1 2 3. 1 2 3. Ninh nhá. Nắng. Ngay lên cho nó cao, con lại cứ cúi xuống thế. Rồi. Kim tự tháp. Hướng đi biển, vườn thú. Thank you.
Dạ. Con anh là gì? Nhà gì cơ? Trượt tuyết. Em hỏi đâu? Đã bảo ở đây đi. Biển ở đằng kia. Đoạn này nhìn giống ở Phú Quốc nhỉ. Anh Nam cầm với em rồi. Bố mẹ đâu rồi? Đi ra đây, đi ra đây. Mua luôn cho mấy đứa? 5 đứa. Đi xe mini. 4, 5. Còn được 3 người lớn. Còn người ngồi ngoài xem vẫn nhìn thấy đúng không? Thôi. Ở trong này ngồi nó có tuyết nó mát. Cầm nó con ăn vào. Đưa bà. Bà là cầm nó con ăn vào. Linh ơi, bé này à. Chị Quỳnh. Chị Quỳnh ba đi. Bé rồi, vào đi. Ôi, nó mát lắm, tuyết. Làm gì có ai mà đi vào không? Đi thẳng luôn đi. Đi vào. Thôi con cứ vào chưa đi, tí gì thích thì gì vào. Vào trực tiếp. Vũ ơi, Vũ đẹp mới ra bảo.
Vào đấy thích thì ra bảo bác. Bảy mươi nghìn. Từ từ không lại vỡ. Mua rồi. Đây anh cầm lấy để em ra. Thoát ra để dính vào quay từ đầu nha. Đây anh cầm đi. Kết thúc nha. Có kính không con này?